Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý một vụ trộm cắp tài sản do Công an phường Mỹ Xuân bàn giao. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, Lê Thị Tường Vi, 24 tuổi, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cùng với một thanh niên tên Út Bò, thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc khu phố Phước Lập, xã Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, ở qua đêm và sử dụng ma túy đá. Sau khi sử dụng ma túy, Út Bò nói không có tiền trả phòng nên đi về lấy tiền, sau đó không quay lại. Đến khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 7, Vi xuống trả phòng thì thấy một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu đen, đỏ đang dựng ở nhà xe. Chìa khóa cắm trên xe không có ai trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Tuy nhiên, Vi đang dắt xe ra khỏi nhà nghỉ thì bị bà Đào Thị Thảo là chủ nhà nghỉ phát hiện bắt giữ, đồng thời báo Công an phường Mỹ Xuân tiếp nhận giải quyết.